năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy pháp môn giải thoát không, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát không. Vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy mười địa Bồ Tát, nên gọi là chỉ rõ tướng của mười địa Bồ Tát. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy năm loại mắt, nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt. Vì chẳng thấy sáu phép thần thông, nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy mười lực Phật, nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật. Vì chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cho nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn điều không sợ, cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy pháp không quên mất, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên mất. Vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả, nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy trí nhất thiết, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết. Vì chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn đà la ni. Vì chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn tam ma địa. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy quả dự lưu, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả dự lưu. Vì chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy quả vị độc giác, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị độc giác. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao vì chẳng thấy sắc, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc. Vì chẳng thấy thọ tưởng hành thức, nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ tưởng hành thức. Tại sao vì chẳng thấy nhãn xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ. Vì chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Tại sao vì chẳng thấy sắc xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ. Vì chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Tại sao vì chẳng thấy nhãn giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn giới. Vì chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc giới, cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy nhĩ giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ giới. Vì chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh giới, cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy tỷ giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của tỷ giới. Vì chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của hương giới, cho đến tướng của các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Tại sao vì chẳng thấy thiệt giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của thiệt giới. Vì chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của vị giới, cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Tại sao vì chẳng thấy thân giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới. Vì chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới, cho đến tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Tại sao vì chẳng thấy ý giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của ý giới. Vì chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới, cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Tại sao vì chẳng thấy địa giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của địa giới.
Vì chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thủy hỏa phong không thức giới. Tại sao vì chẳng thấy vô minh nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh? Vì chẳng thấy hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến tướng của lão tử sầu than khổ yêu não. Tại sao vì chẳng thấy bố thí ba la mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của bố thí ba la mật đa? Vì chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của tịnh giới cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa? Tại sao vì chẳng thấy pháp không nội nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không nội? Vì chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp không không tánh tự tánh. Tại sao vì chẳng thấy chân như nên gọi chỉ tướng của chân như? Vì chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghỉ. Tại sao vì chẳng thấy thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế khổ? Vì chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế tập diệt đạo. Tại sao vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự? Vì chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tại sao vì chẳng thấy tám giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát? Vì chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Tại sao vì chẳng thấy bốn niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ? Vì chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo. Tại sao vì chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát không? Vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Tại sao vì chẳng thấy mười địa Bồ Tát nên gọi là chỉ rõ tướng của mười địa Bồ Tát? Tại sao vì chẳng thấy năm loại mắt nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt? Vì chẳng thấy sáu phép thần thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông. Tại sao vì chẳng thấy mười lực Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật? Vì chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Tại sao vì chẳng thấy pháp không quên mất, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên mất? Vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả, nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả. Tại sao vì chẳng thấy trí nhất thiết, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết? Vì chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tại sao vì chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni? Vì chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Tại sao vì chẳng thấy quả dự lưu nên gọi là chỉ rõ tướng của quả dự lưu? Vì chẳng thấy quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Tại sao vì chẳng thấy quả vị độc giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị độc giác? Tại sao vì chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ Tát nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát? Tại sao vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Hết quyển thứ 306.